Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới của truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết. Ngày hôm qua thì Hà Nội khá là oi nóng, đến chiều tối thì có mưa dông rất là to. Và không biết là tình hình thời tiết ngày hôm nay sẽ như thế nào, chị Phương Thảo? Vâng, thưa chị Minh Vương cũng như là quý vị khán giả. Cơn mưa dông vào tối và đêm ngày hôm qua ở Hà Nội và một số nơi khác ở Bắc Bộ cũng khiến cho nhiệt độ của ngày hôm nay đã hạ nhiệt. Và ngày hôm nay thì trời tuy là hạ nhiệt nhưng vẫn còn giữ oi nóng với mức nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ C. Khu vực Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt và có nơi lên tới trên 40 độ C. Với Tây Nguyên và Nam Bộ thì ngày hôm nay vẫn tiếp tục nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ C.